Những ngày này, tại Sài Gòn Auto Art Store Detailing, địa chỉ số 157, 159, 161 đường Soviet Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, ngập tràn niềm vui khi họ vừa đạt được giải thưởng EMA, là một cuộc thi âm thanh ô tô quốc tế danh giá. Điều này càng khẳng định thêm độ tin cậy và chất lượng dịch vụ tại đây. EMA là cuộc thi âm thanh xã hội lớn và uy tín nhất trên thế giới, được thành lập vào năm 2000 tại châu Âu. Cuộc thi nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành âm thanh xã hội toàn cầu và tạo sân chơi cho những người đam mê đồ âm thanh. Với tiêu chuẩn chấm điểm nghiêm ngặt từ ban giám khảo chuyên môn, cuộc thi đã trở thành một chuẩn mực toàn cầu cho những hệ thống âm thanh xã hội xuất sắc. Mới đây, tại cuộc thi EMA 2024 được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Auto Art Store Detailing đã đạt được những thành tích nổi bật. Giải ba ở hai hạng mục ESPL High Sub và ESQL Gen Art 2 4 tay cách. Hai giải nhì đầy ấn tượng ở phần khúc SQE 1500 và SQE Unlimited, đặc biệt là giải vô địch ở phân khúc SQ Android 1500, một thành tích xuất sắc khẳng định đẳng cấp và chất lượng của đội ngũ Sài Gòn Auto Art. Khi tới với cuộc thi EMA, chúng ta được khẳng định đã chơi âm thanh thì chúng ta phải chuẩn từ cái khâu đầu vào, thiết bị phải là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những trang thiết bị khác như là dây tín hiệu, cầu chì đều phải chuẩn hàng chính hãng để khi chúng ta lắp đặt những dàn âm thanh lớn thì nó phải đủ cái công suất chịu tải được. Và thứ ba là công tác lắp đặt và cũng như căn chỉnh để có một hệ thống âm thanh chất lượng hoàn hảo và cho ra những cái tiếng âm thanh rất là hay. Sau khi bên tôi đã thi đấu trở về và có những thành tích ấn tượng thì khách hàng sẽ tự tin khi đến với Sài Gòn Auto Art. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2021, Sài Gòn Auto Art Store Detailing Đà Nẵng sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, chia thành các bộ phận chuyên biệt bao gồm detailing, điện, độ nâng cấp và dán TPS. Tất cả các kỹ thuật viên đều được đào tạo bài bản, làm việc dưới sự quản lý của kỹ thuật trưởng là một trọng tài quốc tế của cuộc thi EMA, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành. Điều này thể hiện sự chuyên môn và uy tín trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc và nâng cấp xe hơi tại Sài Gòn Auto Art. Sài Gòn Auto Art Store Detailing Đà Nẵng là thành viên của hệ thống Store Detailing trải dài từ miền Nam đến miền Bắc Việt Nam. Hệ thống này không chỉ giúp đảm bảo tính nhất quán và chất lượng dịch vụ ở mọi chi nhánh, mà còn mang đến sự tiện lợi và linh hoạt cho khách hàng trên khắp cả nước. Mình cảm thấy ở đây là một nơi sử dụng dịch vụ rất ok, từ ông chủ rất nhiệt tình, nhân viên thì chăm sóc khách hàng tốt. Nhưng mà những lúc mà mình nhận xe ra, là cái sự hài lòng bước vô xe như một cái xe ở trong showroom mới nhận ra. Thành ra là mình thấy rất là ok, rất là hài lòng với Sài Gòn Auto. Lần nào đến đây mình cũng rất là hài lòng dịch vụ chăm sóc ở đây, các bạn làm rất là chuyên nghiệp. Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Sài Gòn Auto Art Store Detailing Đà Nẵng định hướng phát triển theo hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng, tập trung vào chất lượng dịch vụ và công nghệ tiên tiến nhất trong ngành detailing và độ xe. Tiếp tục cải thiện quy trình làm việc chuyên nghiệp, cung cấp các gói dịch vụ đa dạng, từ những nhu cầu cơ bản đến các yêu cầu nâng cấp cao cấp nhằm đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng. Đối với Sài Gòn Auto Art thì cái cam kết đầu tiên khi mà mình mở ra thì luôn luôn có những tiêu chí là hàng lúc nào phải là hàng chính hãng, được bảo hành và hóa đơn xuất xứ rõ ràng. Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng hết sức để làm cho khách hàng hài lòng với số tiền người ta bỏ ra.